Chào mừng các bạn đã đến với Đức Hà Vlog Review. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm này mình mua trên Shopee nha. Đây là một cái máy phun sương mini nha, số tiền tôi hộ 35k nha. Máy phun sương mini tạo độ ẩm cho da nha. Mình thấy nó rẻ mình mua về xem thử nha. Được đóng gói trong một cái bọc đen nè. Rồi mình sẽ tiến hành khui ra và test nhanh cho các bạn xem nhé. Rồi, đây là sản phẩm. Đây, bỏ trong một cái hộp. Rồi, đây là sản phẩm của chúng ta nha. Đây là máy phun sương mini nha. Đây là máy phun sương mini, nano mini nha. Đây, những cái ấy của nó. Và toàn là chứa nước ngoài không. Chả biết cái gì cả, mở ra xem luôn. Quan trọng dùng có được hay không thôi. Đây là một cọng cáp micro USB, cáp nguồn cho nó đây. Hết rồi. Và đây là cái máy. À, có sẵn này sử dụng nguồn USB nha. Đây là cái này đổ nước vào đây hả ta? Mình đoán là vậy. Rồi. Mình test nhanh luôn, bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây test cho các bạn xem nó như thế nào nhé. Rồi, mình đổ nước vào đây. Mình cũng chả biết sử dụng cái máy này đâu các bạn. Cho đổ không ta? Ui, nó ra hơi nước nè các bạn. Nó ra hơi nước mạnh lắm các bạn ơi. Nó rất mát nha. Máy này cũng dễ sử dụng. Giống như cái bình xịt nước hoa vậy các bạn. Đó. Phun vào camera luôn. Ui, rất đã. Nó chỉ có một cấp độ thôi, không điều chỉnh được. Đó. Cho các bạn xem nhé. Tạo độ ẩm cho da lên mặt đây. Cái này chắc xong mặt đây các bạn. Có cái đèn led trong này nè. Ui, rất là mát. Nếu các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để đường link mua sản phẩm này dưới phần mô tả video. Bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn cứ xuống phần mô tả video để lấy link mua hàng nhé. Đó, rồi các bạn và dành ra vài giây đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình và để ủng hộ mình có động lực cho ra nhiều video hay hấp dẫn để phục vụ tất cả các bạn tham khảo vị trí trước khi mà hành nhé. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc thật vui. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.